huấn luyện viên Nhật Bản muốn học Đức để vô địch World Cup. Theo Hajime Motoyasu, bóng đá Đức là hình mẫu để Nhật Bản học tập và hiện thực hóa tham vọng vô địch World Cup. Đức đã vô địch World Cup và đó cũng là mục tiêu của Nhật Bản. Họ là hình mẫu cho chúng tôi. Motoyasu nói trong buổi họp báo trước trận, chúng tôi đang học hỏi từ Đức, nhưng cũng muốn cạnh tranh trên đấu trường thế giới với những phẩm chất mà Nhật Bản có. Danh sách tuyển Nhật Bản dự World Cup 2022 có 8 cầu thủ đang thi đấu tại Đức, nhiều hơn bất kỳ giải đấu quốc gia nào khác, kể cả J-League. Trong đó có 7 cầu thủ đang đá tại Bundesliga. Cái tên còn lại là Ao Tanaka, tiền vệ 24 tuổi, đang khoác áo Fortuna Düsseldorf ở giải hạng 2 Đức Bundesliga 2. Vì thế, Motoyasu thừa nhận Nhật Bản chịu ảnh hưởng và dành rất nhiều tình cảm cho bóng đá Đức. Nhưng huấn luyện viên 54 tuổi nhấn mạnh sẽ bước vào trận như đang thi đấu với bất kỳ đội nào khác và muốn tuyển Nhật Bản chứng minh cho thế giới thấy những gì đội có thể làm. Hôm nay Nhật Bản sẽ là đội châu Á thứ tư ra quân tại World Cup 2022. Motoyasu tiết lộ đã mổ xẻ thất bại của Qatar và Iran ở lượt mở màn World Cup 2022 để tìm phương án tiếp cận trận đấu và cách thi đấu tốt nhất cho Nhật Bản. Dù vậy, chiến thắng lịch sử của Ả Rập Xê Út trước Argentina kết thúc ngay sau cuộc họp báo của Motoyasu có thể mang lại nguồn cảm hứng tốt hơn cho đại diện châu Á. Qatar 2022 là kỳ thứ 7 liên tiếp Nhật Bản dự vòng chung kết World Cup nhưng chưa từng vào tứ kết. Thành tích tốt nhất của họ là vào vòng 1/8 năm 2002, 2010 và 2018. Tại giải trên đất Nga 4 năm trước, Nhật Bản khi đó được dẫn dắt bởi Akira Nishino cùng Colombia vượt qua bảng đấu có Senegal và Ba Lan nhưng thua ngược Bỉ 2-3 ở vòng 1/8. Rơi vào bảng được đánh giá tử thần với Đức, Costa Rica, Tây Ban Nha, Motoyasu hy vọng Nhật Bản sẽ thay đổi lịch sử bằng cách ít nhất vào tứ kết. Huấn luyện viên 54 tuổi cho biết toàn đội tự tin và sẽ tìm cách đánh bại Đức bằng sự kiên trì nhẫn nại. Chỉ có 6 cầu thủ Nhật Bản từng dự World Cup 2018 được triệu tập tới Qatar là thủ môn Eiji Kawashima, trung vệ Maya Yoshida, hậu vệ Yuto Nagatomo, Hiroki Sakai, tiền vệ Wataru Endo và Gaku Shibasaki. Ngồi cạnh Motoyasu trong buổi họp báo, Yoshida, trung vệ từng thi đấu cho Southampton tại Ngoại hạng Anh và vừa gia nhập Schalke hè 2022 cho biết, anh và 7 tuyển thủ khác đang thi đấu tại Đức đã truyền đạt bài học để giúp cho các đồng đội bắt kịp trình độ của các cầu thủ tại World Cup. Khi biết Nhật Bản sẽ gặp Đức, tôi bắt đầu phân tích về các tiền đạo của họ. Việc đối đầu trực tiếp với họ là một phân tích tốt hơn nhiều so với việc chỉ xem video. Motoyasu nhấn mạnh, đây là một trong những lý do tôi đến Bundesliga để hiểu bóng đá Đức. Trung 34 tuổi cũng kêu gọi người hâm mộ châu Á nói chung cổ vũ cho Nhật Bản. Đức rất mạnh nên chúng tôi cần sự giúp sức từ người hâm mộ, Yoshida nói. Chúng tôi đại diện cho Nhật Bản nhưng đồng thời cũng đại diện cho châu Á. Vì vậy hy vọng sẽ có nhiều người hâm mộ đến sân vận động, không chỉ người Nhật mà còn nhiều người hâm mộ châu Á. World Cup 2022 đánh dấu thời khắc lịch sử khi mà lần đầu tiên các trọng tài nữ tham gia làm nhiệm vụ cùng những đồng nghiệp nam giới. Đây là bước đột phá về bình đẳng giới trong bóng đá. Danh sách trọng tài nữ làm nhiệm vụ tại World Cup 2022 bao gồm 3 trọng tài chính. Trong số này thì Prabhat là một trong những trọng tài hàng đầu trong môn bóng đá nữ và là người tiên phong trong môn bóng đá nam. Năm 2019, cô làm trọng tài trong trận chung kết World Cup bóng đá nữ, đồng thời cũng là trọng tài điều khiển trận siêu cúp châu Âu bóng đá nam giữa Liverpool và Chelsea. Trong những năm tiếp theo thì cô là trọng tài nữ đầu tiên làm nhiệm vụ ở Champions League và vòng loại World Cup bóng đá nam. Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA cho biết các trọng tài nữ được lựa chọn dựa trên năng lực chứ không phải là do giới tính. Những nữ trọng tài cũng không gặp bất kỳ hạn chế nào khi làm nhiệm vụ ở Qatar, một quốc gia Hồi giáo với những quy định riêng cho nữ giới. Thưa quý vị, vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra hết sức sôi động và nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên toàn cầu. Bên cạnh diễn biến của các trận đấu thì câu chuyện về chàng thanh niên không có thân dưới là Ghanem Al-Muttat, cũng chính là đại sứ của giải đấu năm nay, cũng nhận được sự chú ý. Ít ai biết rằng chàng trai khuyết tật cùng những câu chuyện vượt trên số phận của mình đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người yêu thích bóng đá trên toàn thế giới. Sinh năm 2002, vừa mới chào đời, Ghanem và người anh em sinh đôi đã bị chẩn đoán mắc hội chứng thoái hóa CDS, một chứng rối loạn hiếm gặp khiến phần thân dưới không thể phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc chàng trai 20 tuổi không có hông, chân và mọi cử động đều phụ thuộc vào phần thân trên. Theo dự đoán của bác sĩ, khả năng sống của Ghanem khi đó không cao. Dù vậy, anh đã vượt qua nhiều khó khăn để sống khỏe mạnh. Vượt qua các rào cản về mặt thể chất, chàng trai Ghanem yêu thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá. Là fan cứng của các môn thể thao mạo hiểm như lặn biển, trượt ván hay leo núi.
Ở tuổi 20, Ghanim đang là sinh viên đại học, theo học ngành khoa học chính trị. Ngoài đến trường, Ghanim còn điều hành doanh nghiệp riêng chuyên sản xuất kem với quy mô 6 chi nhánh và vận hành bởi 60 nhân viên. Quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam thì đội tuyển Anh đã có một bàn chiến thắng 6-2 trước đội tuyển Iran. Tuy nhiên, đặc biệt trong trận đấu này thì kỷ lục về số phút bù giờ trong lịch sử World Cup đã được lập nên với 28 phút bù giờ. Vâng, trọng tài chính của trận đấu ông Rafael Claus cho biết là hiệp 1 của trận đấu đã thêm 14 phút đá bù giờ, hiệp 2 thì là 10 phút bù giờ. Và trong lịch sử World Cup hiện đại thì chưa từng có tiền lệ về số phút bù giờ như trận đấu vừa qua. Ngoài trận đấu đầu của Anh và Iran thì những trận đấu khác ở World Cup năm nay đều có số phút bù giờ tăng đột biến. Hai trận đấu giữa Senegal với Hà Lan và Mỹ đối đầu giữa Wales cũng đều có thêm 11 phút bù giờ cuối trận. Và trận đấu thì có ít bù giờ nhất kể từ đầu giải giữa Qatar và Ecuador thì cũng có 6 phút cộng thêm ở giai đoạn cuối hiệp 2. Và theo trưởng ban trọng tài FIFA thì cho rằng là những tình huống ăn mừng bàn thắng thường mất rất là nhiều thời gian nên là việc số phút bù giờ tăng thêm là một việc hoàn toàn hợp lý. Và cựu trọng tài người Ý cho biết là thay đổi thời gian bù giờ ở World Cup sẽ để giúp các trận đấu có tính chính xác cũng như là công bằng hơn. Vâng, thưa quý vị, hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu của bảng C. Tâm điểm là màn chạm trán giữa ứng cử viên cho chức vô địch là Argentina và Ả Rập Xê Út. Lúc này thì đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni đang tràn đầy quyết tâm ghi dấu ấn tại World Cup lần này. Sau 5 ngày có mặt tại Qatar, đội tuyển Argentina đã có những sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu mở màn với Ả Rập Xê Út. Lúc này, huấn luyện viên Scaloni đang có trong tay đội hình mạnh nhất. Những đồn đoán về sức khỏe của Messi đã bị đập tan khi siêu sao này cho biết anh đang có tình trạng thể lực tốt nhất cho trận đấu này. Và không chỉ Messi, tất cả các cầu thủ khác của những vũ công tango đều đang háo hức và quyết tâm cho ngày khai trận. Luôn có rất nhiều đội bóng lớn tại World Cup và chúng tôi phải chiến đấu cân lực trong từng trận đấu. Toàn đội đang rất chờ đợi trận đấu giao quân và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ mang lại niềm vui cho người mộ. Tôi đang cảm thấy rất ổn. Tôi nghĩ tôi đang có một trạng thái tốt nhất vào lúc này, cả về tâm lý cũng như nền tảng thể lực. Tôi không gặp phải bất kỳ một vấn đề nào cả. Đây là một giải đấu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi đây là World Cup cuối cùng của tôi và cũng là cơ hội cuối cùng để tôi có thể giành chiếc vô địch thế giới. Sự tự tin và thoải mái về mặt tinh thần của đội trưởng Messi chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội, không chỉ ở trận đấu giao quân mà còn xuyên suốt cả hành trình của đội tuyển Argentina tại World Cup 2022. Với thành tích 36 trận bất bại trong gần 4 năm qua, đặc biệt là chiếc vô địch Copa America 2021, đội tuyển Argentina thực sự là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vô địch. Màn so tài giữa đội tuyển Argentina và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay. Ở một diễn biến khác, sau khi tiền đạo Karim Benzema chia tay đội tuyển Pháp vì chấn thương, huấn luyện viên Didier Deschamps đã không gọi thêm bổ sung cầu thủ. Điều này cho thấy nhà cầm quân 54 tuổi rất tin tưởng vào các chân sút còn lại mà ông đang có. Trong đó nổi bật là Kylian Mbappe và Oliver Giroud. Cả hai đều đang có phong độ cao trong quãng thời gian vừa qua ở câu lạc bộ. Vì vậy, huấn luyện viên Deschamps rất yên tâm với hàng công của đội tuyển Pháp. Nếu Mbappe đá cặp với Giroud, đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa một cầu thủ trẻ đầy tài năng và một chân sút dày dạn kinh nghiệm. Đội tuyển Pháp sẽ có trận ra quân vào lúc 2 giờ đêm nay và gặp đối thủ Australia.